Rồi, nói thiệt mấy con lên luống nè. Này dọn rồi nè con, chạy rồi đó. Này bao chạy nha. Chạy ngon lành. Ship bà con tự trả tiền. Này là bao chạy nè. Chạy ngon lành. Con cứ về giật chạy thôi. Má nó đẹp không à con? Bao chạy nè con, đây mấy con là Electrolytic Marugayama. Marugayama của Nhật hết nè. Lên luống nè, có lượt cái mà thuyền là bự dữ lắm nè, con tăng đưa bạn nhỏ được nè, con này còn đẹp, xanh dần nè, ít xài, với bình xăng dưới này dễ không sợ hư da bơm mà con để lâu chỉ cần xúc bình xăng là chạy thôi, không cần da bơm, xài xe dạng xe Honda dễ xài. Đây là hai thuyền xăng pha nhớt nè, đây bà con thể tăng đưa rộng lớn bản này nè ha, tăng đưa ra nhỏ bản này luôn nè, tiện ha, kéo đường nước cũng mau con, chế chỉ cực khổ. Con chịu mấy con kéo tè 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 xong rồi xách về luôn, con đầu tư nghiên cứu chế ra cực khổ. Đây là cái thuyền lớn nè, con về ốc rồi vô xiết ốc nữa nè, có thăng đưa ốc ác rồi nè, hay thăng đưa đây không, vô ga lớn nhỏ tùy nè, tính ra đường mương này cũng cỡ 4 tấc rồi con, con bẹt mạnh rồi cũng lớn tấc, con banh mạnh mạnh cũng 4 tấc à, này con mạnh cái này ra cũng có 4 tấc à, con xiết vô tiện à. Đây, con đã dọn rồi chạy rồi. Đây con màu xanh nè. Màu xanh đầu tiên nè, màu xanh số 1 nè. Số 2 nè. Số 3 nè, số 4. Con thích nào món đó. Ngon lành, con về là cứ đổ xăng pha nhớt vô chảy, kéo nước cuộn xong đem về tiện. Thầy đổ ngay con này nhưng chưa xài đẹp không? Xin chưa? Ở đây mấy con chưa dọn nè, chịu chịu con, con nè, con này con về tử xe chịu chảy nè, chịu con nè, đây là Mitsubishi T170 chịu con nè, con về tử cho chạy nha. Đây à, chịu con nè, chưa chạy. Đây cũng vậy luôn, chịu con chưa chạy, tự dọn. Như đây là cây cắt cỏ hàng rào con, đây hố cây cắt cỏ hàng rào luôn, cắt dân hàng rào rất đẹp này. Như cái này cái dân hàng rào rất đẹp nè, dân hàng rào rất đẹp phải không, dân hàng rào nè, dành ba cái dây băm bụt hay là cái gì nè, cái này như thế nào gào được không ta? Được. Ờ, giống có tông đơ nè, còn một số coi lạ lạ có mắt chơi, chủ yếu là mấy con luống nè, hay là bao chạy nè, bốn con này bao chạy nha, còn lấy nào để tính ra đó, là bao chạy, chạy ngon lành, mày quay là chạy giật là chạy thôi. Lên ga là tự động chạy nên không được lên ga, hay lên ga tự động nó chạy. Lên ga mới được, quên hết xăng rồi, chắc hết xăng rồi. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 088 635 6707.